Chào các bạn, hôm nay là chủ nhật nên mình sẽ làm một món bánh tráng trộn nguyên một hao luôn nha. Lần trước là mình đã có làm bánh tráng trộn với 50 ngàn, nói chung là cái hao nhỏ. Bây giờ mình sẽ làm bánh tráng trộn là 400-500 ngàn luôn, nguyên cái hao bự luôn. Đây nguyên liệu của mình, đây là cái bịch bánh tráng đó bạn, mình mua lại ở tiệm bánh tráng mà người ta cắt sẵn luôn á. Nguyên bịch này là 100k rồi, và trứng cút là 100 trứng là 50 ngàn. Còn nói chung là mình mua thêm muối, muối nè, chanh nè, sa tế nè, xoài, đậu phộng, khô bò, hành phi, tép, rồi rau găm, rồi hành nữa. Rồi nói chung là mấy cái món đồ này nữa mình mua là 400 mấy gần 500 ngàn gì đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha. Đầu tiên mình sẽ cắt hành nhỏ ra để làm dầu hành nha. Rồi sau khi sắt xong mình sẽ cho ra tô. Rồi mình sẽ đổ cái dầu ăn mà mình đun nóng lên các bạn. Đổ dầu tô. Rồi tiếp theo mình sẽ gọt xài. Cho bánh tráng vào hao. Rồi mình sẽ gắt muối lên. Sau đó vừa trộn vừa xịt nước nha. Cho bánh tráng nó mềm mềm ra. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hành phi. Đây lại luôn. Đậu phộng. Còn đây là khô bò. Khô bò này mình mua của tiệm bánh tráng luôn. Đây là tép rút. Còn đây là sa tế tôm nha. Mình sẽ trộn đều cái hũ này lên. Một hũ này chắc là đủ rồi, cay lắm. Rồi mình sẽ gọt xài vào luôn nha. Rồi mình sẽ cho vài cái trứng cút vào. Mình sẽ bóp một mớ và chừa một mớ ăn không nha. Đó. Mớ này là mình sẽ bóp. Rồi mình sẽ cho hành phi vào. Ok, bây giờ thì bóp thôi. Đồng đều lên. Bóp nét trên cuối thách luôn nha.
Xong, nhìn ngon quá. Bây giờ mình sẽ bỏ rau gam lên. Rau gam ăn ít thôi, ăn nhiều quá vô sinh nè. Đó, rau gam. Tương cút thì cho hết vô luôn. Tương cút này là ăn không luôn nha. Đó. Còn đây là tắc cứ chẻ đôi, bỏ vô. Thằng nào muốn ăn thì tự nặn ra. Đó. Đây thì miếng mỡ hành, dầu hành. Xong, thành phẩm. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Trước khi gia tụi nó hy ra ăn, mình sẽ ăn thử. Đây một miếng bánh tráng với lại cái trứng cút. Rất là vừa ăn. Ăn miếng xoài đó chua chua đã ghê luôn. Nói chung là mình cảm thấy là nó ngon hơn ngoài tiệm luôn. Dở hả? Chưa ăn xong hết. Chưa ăn cái dở nữa, thử cái coi. Ăn là nghe là ngon hơn ngoài tiệm luôn bạn. Chứ nguyên cái hao này là mình mua gia vị hết là 400 mấy 500 ngàn mà. Ok bây giờ mình sẽ chia đôi ra cho mấy cụ thì ăn nha. Và đây mình đã chia ra hai hao. Bên thằng Dĩ nó đòi, bên Dĩ Dân Tú nó đòi cái hao nhỏ. Còn bên kia nó chấp cái chân cái hao lớn. Không biết là mình chia đều rồi nhưng mà nó vẫn cho tụi nó chọn. Nói chung là tụi nó đã chọn ok hết rồi. Kèo này là hắn là mỗi bên nào hắn là lụm 300k nha. Tức là chia ra mỗi hàng được 100k. Team bên thằng Dĩ là có thằng Dĩ nè. Còn cu này tên gì? Bảo. Bảo. Còn này Tú nè. Còn bên đây là có Toàn nè. Thằng này là cu Bin nè. Còn này là thằng Đại. Ok chưa? Chuẩn bị 1, 2, 3. Mới ăn nhanh vậy chứ chút đưa chừng vài cái là ngán à. Mỗi bên là chỉ được quyền uống 1 ca nước thôi nha. Thằng nào uống nhiều nước quá là bóp bóp giấy đồng đội nha. Bóp tiếng cuối đồng đội à. Thôi, nó ăn nhiều quá cái uống nước, cái hao nước. Đem ca nước vô trong miếng nè. Ăn thì sặc nữa không? Ừ, ăn chứ bị sặc là hao nước nữa. Mỗi hàng chỉ được, mỗi bên chỉ được 1 ca nước thôi á. Em ăn cái này nó ngán. Sao hết nổi. Không dễ lấy tiền nữa đúng không? Tiền cả Lâm đâu dễ lấy mấy cu. Đừng ăn tính cút trước ngán. Ngon không? Ngon không? Đúng ngon luôn. Anh ăn miếng rồi. Ngon. Ai có cái xoài chua chua đỡ ngán. Ngon ngon. Ta chia ra làm 3 hạng nấm là đủ rồi. Đúng không? Ngon quá, ngon quá. Ăn nhầm cái có cục muối ngọt ngọt đã chứ ta. Mày không thích với miếng xoài hả? Vô đó bào phim. Có đặng tắt ra không? Nó chua chua ăn đỡ ngán. Ừ, bóp hết luôn. Đúng rồi, còn dùng cái vỏ luôn đi. Ít rồi, ít rồi. Ít thôi, ăn uống hao nước là hú cả đội luôn à. Uống miếng rồi. Uống nước rồi, không uống rồi. Nước sái. Uống sợ hoang. Cái kèo này tụi nó ở trai Anh Quốc chắc phải bèo lắm, cũng phải 10 15 phút mới xong quá. Nửa tiếng. Nửa tiếng luôn. Thôi để Lâm đi ngủ cái vô là vừa rồi đó. Lệnh cái lô cho heo qua. Bên thằng có thằng cu Bảo này nó ăn hí hế quá, nãy giờ thấy nó chưa đút cái đầu ra luôn á. Dạ không lắc rồi. Ngán hả? Ngán hả? Chia ra mỗi hàng một nắm là đủ cái gì? Mỗi hàng một nắm nè. Ừ, một nắm bự là đủ. Ừ, đủ rồi, chỉ ăn nắm hết nắm đó là đủ rồi. Ừ, nó chia ra bóp ra mỗi hàng một nắm. Lâu lắm rồi mới làm ở khách cho mấy thằng trẻ trâu đó chơi. Nay là hết hè nè. Lâu lâu mới có chủ nhật mấy bạn. Thank you.
nhìn tụi bay ăn cái hao này giống cái nhớ cái kẹo xoài lắc hồi xưa quá. ấy thấy gì mà bên con đại gần hết rồi bay, thấy không, ít hơn á, dĩ chọn hay vậy, chọn đã đời hay sẽ lại là đại căng tim. Thằng nhóc cái giữa căng hả? Thì tôi có ăn sao đi. À, thằng cu bin này ảnh căng tim, thấy anh hồn không à, chứ không có nhai bay nuốt không à? Có hả? Chia ra, tém ra, đừng có cho nó ăn chung tụi bay, tém ra, mỗi thằng một bên, tém ra, đó. Đó, tao tém ra, đừng có cho nó ăn chung. Đó, rồi á. Đó. Đúng rồi, đó, chia ra đó. Đúng rồi, thằng ở dưới đó đi. Ờ, chia ra là không có phạm nước sông, không phạm nước giếng là ok vậy. Coi đang mà nó hồn ra sao chút gì nó ối quá mày. Nhai từ từ không ngoại. Bên đây nó còn nửa tiếng nó mới hết, đừng lo. bên có dĩ với Tú là nửa tiếng nữa mới hết. Còn quá trời luôn. Cay quá. Cay hả? À, mới ăn là không có hay mà càng ăn càng hấm cay hả? Rồi 12 phút đã trôi qua. Tổng vòng 3 phút nữa bên toàn là hết gì. Chỉ còn tới cuối thôi à. Còn bên cung vĩ là chắc đầu hàng rồi. Quý đại quốc lần 4 trứng luôn nè. Thôi giờ mình quay bên phía bên thằng toàn thôi. Chứ bên thằng vĩ là nó bó tay rồi. Đây là ba gương gặt ăn tấn cút cuối cùng nè. Nhiều tấn cút quá. Ngán hả? Đừng có mập thôi. Thôi ăn tấn cút rồi. Ăn đi. Ừ. Rồi ok. Em nhằn bên cán. Chơi sao lại chơi. Hú rồi, bên dĩ hú rồi. Không nổi lắm, sao lắm. Tại vì cái thằng cu bin này nó tự nhiên nay hôm nay nó chưa ăn cơm hay sao mà nó ăn hí hới dữ vậy. Sáng cơm sáng. Sáng chưa sáng nữa. Giờ tới giờ. Chưa ăn chưa luôn. À sáng giờ chưa ăn gì luôn mà. Em bởi vậy nó hí hới nãy giờ thấy nó ăn nó hồn không à. Có cục trứng có muối rồi. Mới chưa ăn nó nhổ đầu nó chết luôn. Mập ăn lẹ vậy. Vẫn còn tấn cút. Tấn cút ăn lẹ không?
ăn không nè luôn á. Mày nãy giờ ăn ít chứ. Tao với nó là nãy giờ ăn rồi. Mày ăn bánh tráng thêm trứng cút nữa nè, cho lẹ. Ăn bánh tráng thêm trứng cút. Đừng hà, ăn bánh tráng thêm trứng cút. Ăn đi. Ăn đi. Nước vô. Ăn không? Dạ. Ăn dễ ăn hết cái này. Nước vô. Nắm nó. Không hết nắm nó nổi đâu. Nhiều lắm Tú ơi. Chơi luôn. Đó còn nước cơm đang cạn nước này. Còn miếng nè. Cơm mài quá à. Này mỗi thằng một nắm nhỏ nữa hết rồi. Mà quan trọng là nhiều trứng cút quá. Gì đó là hả lại rồi. Được rồi. Ôi cần cất xuống hiền rồi. Mập cùng lại. Mẹ nó mập. Còn bên mập, bên mập còn dưới đây nữa là hả đây nè. Cố lên, cố lên. Sẽ đi dồn dữ ra. Rồi phải le lửa ra nha, phải le lửa ra mới tính nha. Nước đây nè, nước đây nè, nước đây nè. Le thằng nào le lửa ra tính đó nha. Trời, Tú xong rồi, Tú xong. Bên Tú, bên mất còn Tú xong à. Rồi, tội sao rồi. Đâu. Rồi, tội xong, đại sao luôn, còn cú này nữa, còn cú pin nữa. Rồi, rồi, coi bên chị hả, bên chị nhắn còn một họng luôn. Rồi, thằng Bảo xong luôn, giờ còn thằng chị, với lại thằng pin nữa. Nút đại nút trọng. Cho nó miếng nước, cho nó miếng nước. Bên chị, bên chị còn nhiều lắm, đừng lo, nó con nút không nổi đâu. Hết rồi. Đồ uống được không? Hết uống được rồi. Cố lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Được, được, đừng có hối, đừng có hối. Từ từ. Xong luôn rồi. Sao? Nghĩ cũng quá trời ủng hậu luôn kìa. Đó là cho thêm đi nước thôi. Cái ông ấy không nhậu một miếng luôn đó. Đâu có hiểu. Thôi không sao, vẫn còn giải khuyến khích mà. Ăn hết vẫn được giải khuyến khích. Rồi team của thằng cu Dễ Tú với lại thằng Bảo Bển là giải khuyến khích đúng không? Mỗi thằng 50k đúng không? Đây. Ê này cho bên đây 50k của mình nó lẻ nè. Còn hai vay chung nhà nè. Mỗi thằng 50 á. Đồ. Đó. Là đây là giải khuyến khích vì đã cố gắng ăn hết. Còn đây là 300k, mỗi hàng 100k của bên nè, Toàn nè, cùng Bin với lại thằng Đại. Mép chút là bên đội của thằng Đại, mép chút là thua rồi. Bên Dĩ nó bị hồ không lợi. Không, bị Dĩ đi giao nước kịp. Nó bị gì chứ? Nó đi giao nước. À. Nói chung là nó bém ối luôn nhưng mà hên là nó nút chung được. À vậy mình kết thúc như ta đây. Hôm nay là chủ nhật nên mình tạo một thử thách nhỏ nhỏ cho mấy thằng cung nhà mình với lại hai thằng trong xóm. À, kết quả là bên đội của thằng Toàn nè, thằng Bin với lại thằng Đại là thắng. Còn bên của Dĩ là giải khuyến khích vì đã cố gắng ăn hết. À, mấy bạn xem hết video thứ hai, hãy like và chia sẻ video giúp mình. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn.